Hôm nay lang thang gian mời các bạn ghé tham quan điểm du lịch lâu năm và nổi tiếng nhất thành phố Long Xuyên, đó chính là Công viên Mỹ Thới. Tôi biết sẽ có nhiều người cười, nói công viên thôi mà phải đặt nói điểm du lịch. Ai không tin thì mời đi theo tôi một vòng để coi có xứng đáng với tên gọi là khu du lịch lâu năm và nổi tiếng nhất thành phố Long Xuyên không nha. Đây, khu trò chơi mạo hiểm tàu lượn siêu tốc. Tàu lượn siêu tốc ở Đầm Sen và Suối Tiên không có cùng đẳng cấp với tàu lượn siêu tốc ở công viên Mỹ Thới, nên mọi người khỏi so sánh nha. Tôi thấy đi cái nào cũng có cảm giác mạnh riêng của nó. Đi này cũng sợ lắm chứ bộ. Còn đây là trò xe đạp trên không. Ngồi lên đây đạp vòng vòng cái hồ. Cái này tôi có chơi rồi nè. Lúc ôm cua bị cái đứa ngoài sau đụng vô đích cạnh cạnh. Cảm giác mạnh thiệt luôn á. Ngoài ra đây còn có một số trò chơi khác như là đạp vịt, đu quay đứng, nhà banh vân vân. Tha hồ cho các bạn chơi từ sáng tới chiều. Tiếp theo, khu du lịch có một sân khấu ca nhạc hoành tráng, sức chứa hàng ngàn người. Mà lâu lâu mới có show ca nhạc, chừng đó mới có người. Còn bây giờ mình đang ghé khu vực Safari Mỹ Thới. Đây là điểm câu cá sấu nè. Ghê chưa? Ở đây còn có nuôi gà nữa nè. Safari Phú Quốc có mới sợ. Bởi vì không có cùng đẳng cấp nên các bạn đừng có so sánh với Safari Mỹ Thới nha. Còn đây là chỗ nuôi chim công. Chim công ở lòng dưới. Tại mấy con khỉ thấy quay phim nên qua quay ké vậy đó. Ngoài ra đây còn nuôi nhiều con vật khác nữa, như gà lôi trắng, kỳ đà, ba ba, trăng, vân vân. Mới lướt sơ sơ công viên Mỹ Thới thôi mà các bạn đã thấy hấp dẫn rồi phải không? Nào là trò chơi mạo hiểm, sân khấu ca nhạc, safari, vân vân. Bởi vậy á, Tết này nè, có đứa bạn nào nói không biết đi đâu chơi á, thì các bạn hãy lôi nó tới công viên Mỹ Thới liền, ngay và luôn nha. Tạm biệt các bạn.